Xin chào các bạn, một ngày tìm hiểu thêm một chút về Latvia. Video được thực hiện bởi latvilen.com. Trong video hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách mua thuốc trực tuyến tại Latvia thông qua website internet atika.lv. Đây là giao diện của website mua thuốc trực tuyến tại Latvia. Thì Latvia có rất là nhiều trang web mua thuốc trực tuyến, thì tôi có để đường link là bên dưới cái phần mô tả đó các bạn, ba trang web mua thuốc trực tuyến luôn để các bạn tham khảo. Thì đây tôi chia sẻ với các bạn cái trang web mà mua thuốc dễ nhất ha, mua thuốc dễ nhất, trực quan nhất và hỗ trợ hay nhất ha. Thì đây là trang web nó đang có tiếng của Latvia, thì mình chuyển qua tiếng Việt nhé, bạn vô đây nhé, chọn chuyển qua tiếng Việt ha để dễ xem đó. Thì đây các sản phẩm của họ này, đây vitamin, mỹ phẩm, món ăn, hệ thống tiêu thịt, tiêu hóa ha, da, tóc, mũi, tai. Chúng ta qua Latvia thường hay bị cái hệ thống tiêu hóa đó, thì tôi vô hệ thống tiêu hóa ha. Đó. Hệ thống tiêu hóa đây. Hệ thống tiêu hóa thì bên này nó có cái menu của nó ha, dù chúng ta hay bị bệnh bệnh tiêu chảy đi ha. Đó. Tiêu chảy ha. Thì tiêu chảy đây nó có cái than hoạt tính ha. Đây chúng ta thử đặt mua than hoạt tính nha các bạn nhé. Đây than hoạt tính ha. Than hoạt tính 10 viên, 10 viên thì 0,14 euro ha. Dùng cho chướng hơi đầy hơi ha. Đó. 10 viên dùng chướng hơi đầy hơi ha. Đó. Thì khi nào bị uống 1 viên ha. Thì mua thì chúng ta thêm vào giỏ hàng. Khi mà các bạn nhấn nút thêm vào giỏ hàng á, thì nó sẽ báo lên đây ha. Tiếp tục mua sản phẩm chúng ta vào giỏ hàng chúng ta coi nhé. Chúng ta mua được một sản phẩm rồi ha các bạn ha. Chúng ta mua hộp 10 viên rồi ha. Rồi các bạn tiến hành các bạn đặt hàng nhấn vào nút đặt hàng Thì đây nó hỏi chúng ta có tài khoản hay không. Đó. Hỏi chúng ta có tài khoản một chúng ta đăng ký hay là chúng ta không đăng ký luôn. Đây tôi không đăng ký, tiếp tục làm khách. Đó, tại đây thì một là cá nhân hay là pháp nhân ha. Giờ đây chúng ta là cá nhân thì chúng điền tên, số điện thoại, email ha. Rồi khi nào có chương trình khuyến mại thì họ gửi chúng ta qua tin nhắn và qua email, chúng ta chọn cái nào. Nếu chúng ta chọn email thì chúng ta ghi email vô, còn chúng ta chọn tin nhắn ghi tin nhắn vô. Ở đây thì phí vận chuyển ha. Ở đây thì nhận tại mấy cái điểm của họ ha. Đó, mấy cái cơ sở của họ ha. Mấy cơ sở của họ thì miễn phí ha. Hoặc là chúng ta đến đến tại tiệm thuốc. Đến tại tiệm thuốc thì lấy thì cũng miễn phí luôn ha. Đây có hai nhà thuốc nè các bạn, hai địa chỉ nhà thuốc ở Riga này. Đó. Chúng ta nhận tại nhà thuốc nào thì vào mấy giờ đây? Mấy giờ đây ha. Đó. Nhận tại nhà thuốc nào chúng ta nhấp được cho tới giờ chúng ta lấy. Hoặc chúng ta chọn chuyển phát nhanh về tới nhà thì thời gian khoảng 2 ngày tới 3 ngày đó. Thì ở đây phí vận chuyển của nó là 0,99 euro, nhưng mà nếu mà chúng ta mua thêm 14 euro nữa thì nó sẽ giao hàng miễn phí, không tốn phí dành vận chuyển ha. Thì bây giờ tôi sẽ quay lại tôi mua cho đủ thêm 14-15 euro nữa ha, để cho đủ giao hàng miễn phí. Chúng ta coi đây, vô này đi. Đó. Vô cái hệ thống thuốc không theo toa này, thử cái thuốc không theo toa các bạn ha. Nó gì? Này, bụng đau nóng, rát khó chịu. Này. Đây nó có rất là nhiều loại thuốc. Đây nó có thuốc này, thuốc dùng trứng ở chua này, nóng đó, trào ngược dạ dày nữa các bạn ha. Mua thuốc này cũng được. Bổ sung chế độ ăn này, vitamin nè, cái này là vitamin bổ sung chế độ ăn ha. Thì tôi nhấp vô đây tôi coi nè, thuốc bổ đó các bạn. Coi thì ngôn ngữ của nó là tiếng Lát. Thì tại Latvia thì các bạn muốn xin việc thì thường là phải biết tiếng Lát. Nên các bạn qua đây nè, các bạn cố gắng các bạn học tiếng Lát trước ở nước ha.
qua đây có business lắm, xin việc rất là dễ. Căng thẳng liên tục ha, viên nan này căng thẳng liên tục, ăn uống thất thường này ha, không đúng ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh dạ dày, acid chlorhydric, một phần dịch vị bị tổn hại này. Sản phẩm dựa trên lá thông đó. Sử dụng này nên uống 2 viên này ha, 2 viên một ngày sau khi ăn này, không vượt quá liều kháng cáo hàng ngày này, thì là sử dụng khuyến nghị tối thiểu ít nhất 1 tháng, khuyến cáo là dùng tối đa 2 tới 3 tháng, dùng đồng thời với các chế phẩm tiêu hóa khác này, dùng được chung với các thuốc khác. Cái này của Ba Lan, thuốc này của Ba Lan các bạn. Vitamin có trong nó giúp duy trì sức khỏe mà nhầy, cái này tốt cho bao tử, uống cái này là nó thuốc của nó tốt cho bao tử nè, tốt bao tử. Tôi đặt mua một một gói thôi đó, đặt mua một gói báo tổng cộng 14 euro rồi. Quay lại tiếp không mình ha, quay lại tiếp đi rồi. Quên tiếp rồi. Đây. Dùng cho ở nóng trào ngược dạ dày, nó ăn nhiều quá. Thế bà mà đi nhậu đi đồ rồi về ăn nhiều quá thì uống này được ra. Dùng ở trào ngược dạ dày này, ăn nhiều quá rồi bo. Dạ dày nó hư mất thì ăn cái gì vô ngói ra các bạn. Ăn cái gì ngói ra hết mà uống nước ngói ra luôn. Đó là người bị trào ngược dạ dày lúc nào. Mua cái này ha. Đã có ăn nhiều quá thì nó ói. Rồi, xong. Rồi chúng ta mua 3 món này, đây mua 3 món, mua nhiều chiết khấu 3% nè, 26 euro. Rồi chọn tư cách là khách hàng luôn ha các bạn ha. Đó, tới đây các bạn nhập tên, địa chỉ, số điện thoại ha, rồi nhận ưu đãi hả. Rồi tới đây miễn phí hết các bạn thấy không, đây là miễn phí. Đó, ha. Miễn phí, chuyển phát nhanh miễn phí luôn ha. Đó, không cần nhập mã giảm giá gì hết. Euro ha. Đó. Ok, các bạn nhập địa chỉ tên đường nơi nhận hàng đó nhé. Địa chỉ nơi các bạn nhận đó ha. Nhận đâu thì nhập vô đó ha. Ok, ha các bạn ha. Xong mình nhấn nút tiếp tục là xong. Đó. Thì vừa rồi thì tôi vừa mới chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta mua thuốc trực tuyến tại Latvia thông qua website internet Aptekar. Yêu vị. Nếu các bạn có vấn đề gì thắc mắc thì các bạn có thể comment ở bên dưới, hoặc là truy cập vào website latvilen.com. Chúc cho cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu ngày một phát triển và thành công. Xin thân ái chào các bạn.